Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh tôi ngày. Hôm nay mình có một cái trường hợp thực tế để đấu nối dây điện cho con động cơ 7,5 kW 15A, điện áp là 380V. Mình sẽ đấu với hình thức là đấu tam giác cho con động cơ này nó hoạt động. Thì động cơ đấu kiểu tam giác thì một số bạn đã biết rồi, và còn một số bạn cũng rất là bỡ ngỡ không biết phải đấu như thế nào, khi mà các bạn mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía các bạn hỏi mình trên YouTube cũng như là nhắn tin hỏi mình về cách đấu cho con động cơ chạy tam giác ở chế độ tam giác. Cái clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu cái kiểu động cơ chạy tam giác là loại trực tiếp, còn khởi động mà sau tam giác là loại đối thường sử dụng cho động cơ lớn từ 15 kg trở lên thì chúng ta mới sử dụng khởi động cho nó là sau tam giác, còn đối với những động cơ như 7,5 kg hoặc là 5 kg thì chúng ta trở xuống thì chúng ta sẽ có loại động cơ đấu sau và có loại động cơ đấu tam giác. Và trường hợp như thực tế mình đang quay cho các bạn đây là động cơ mình đấu kiểu tam giác. Thì để xác định để đấu được cái động cơ nó hoạt động với điện áp 380V và đấu kiểu tam giác thì việc trước tiên chúng ta phải phân biệt được ba đầu đầu và ba đầu cuối của con động cơ. Giả sử như con động cơ chúng ta không có ký hiệu như cái gì hết trơn á, thường mình mua những động cơ bãi hoặc là động cơ người ta sửa chữa lại thì người ta ít có khi mà ký hiệu nó bị mất thất lạc, nó không có cái là UVW, U1 V1, W1 U2 V2 W2 hoặc là ABC XZ thì ít có ai làm dấu chỗ đó. Thường người ta chỉ ra 6 dây cho mình thôi, rồi thợ mình về nhà mình tự đo, tự xác định và tự đấu vô cho nó hoạt động ok. Thì ở đây mình đã xác định được, mình cũng đã làm cái clip để xác định vị trí ba đầu đầu ba đầu cuối của động cơ rồi. Thì clip đó các bạn nào chưa nắm rõ thì bạn hãy xem lại clip đó. Còn ở đây là mình đã phân biệt được ba đầu đầu, như bạn thấy là ba dây ở trên và ba dây ở dưới đó, ba đầu đầu ba đầu cuối. Thì thực chất mình nói là ba đầu đầu ba đầu cuối là do mình quy định thôi. Giả sử như mình lấy ở dưới này là đầu đầu cũng được, ở trên này đầu đầu cũng được, thì cái nào cũng không quan trọng hết trơn á đó. Đó thì mình mà nhưng mà phải phân biệt được ra là ba đầu ba đầu cuối cho mình ha. Thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ mình sẽ xác định từng cặp dây của nó và mình sẽ làm dấu để mình thực hiện thao tác đấu nối. Đối với những cái bạn nào mà chưa có rành về đấu tam giác cho động cơ này thì các bạn rất là cần cái sự làm dấu để đấu nối, cái gì cũng vậy. Còn các bạn nào làm quen rồi thì nó đơn giản rồi. Giờ mình sẽ kiểm tra coi cái cặp dây nào nó sẽ thông mạch nhau mà mình sẽ làm dấu cho nó. Đó, bằng cách là mình kiểm tra, mình chỉnh cái đồng hồ qua thang đo điện trở ha. Rồi mình sẽ đo một trong ba cặp của trên và đo một trong ba cặp ở dưới xem nó thông mạch của dây nào mình sẽ làm dấu đó. Rồi đo đi, đo cái thông mạch đi. Rồi trường hợp đây là giữ luôn, giữ luôn. Rồi trường hợp đây là mình đã tìm được hai cái dây thông mạch, tức là nó là một cuộn dây trong cái động cơ này. Rồi mình sẽ làm dấu đi. Rồi làm dấu quấn là số 1. Khi mà các bạn làm quen rồi thì các bạn không có nên là không có cần phải làm dấu. Còn các bạn nào mà chắc ăn và làm cho nó chính xác thì mình nên làm dấu để cho biết và phân biệt được, để chúng ta sẽ đấu nối và đưa điện vào chúng ta thử cho động cơ chạy ở chế độ tam giác đó. Các bạn làm dấu thì sao cũng được, ABC XYZ cũng được, còn 1 2 3 cũng được, không không có vấn đề gì ha. Giờ mình sẽ xác định được cái cặp dây thứ hai. Rồi cặp dây thứ hai thì mình sẽ làm dấu là cái số 2. Mục đích mình phân biệt ra gì để một hồi mình sẽ bắt cho đầu này cuối kia, mình không có theo một cái hình thức nào hết, chỉ mình đấu đầu này với cuối kia là được. Đó. Số 2 thì cái dây còn lại thì dĩ nhiên là số 3 rồi, đúng không? Dây lại như số 3 thì làm dấu luôn đi, làm dấu số 3 luôn đi cho nó lỡ làm dấu làm luôn. Xé ngoài sẵn luôn, dễ chịu phết. Rồi khi mà mình đã xác định được ba cặp dây của nó là ở trên là 1 2 3, ở dưới cũng 1 2 3. Thì bây giờ để đấu được cái kiểu tam giác thì mình đấu hình thức là bắt dưới sự ở trên này là số 1 nè. Thì ở dưới này mình sẽ đấu vào số 2 hoặc là số 3, chứ không có thể mà đấu về chung số 1 thì nó không được ha, nó cùng một cuộn dây nó không được. Chúng ta phải đấu là khác cuộn dây nó, tức là ở trên này số 1 thì bắt buộc ở phía dưới mình sẽ đấu
cái hằng số 2 hoặc là số 3. Bây giờ mình đấu số 2 cũng được, số 3 cũng được, giờ bắt đấu số 2 đi. Rồi, và đồng thời mình sẽ đấu một cọng dây và điện cấp nguồn vào cho nó. Chứ không phải quy định là một phải bắt buộc đấu với thằng 2, thằng 1 bắt buộc đấu với thằng 3. Nhưng mà riêng cái trường hợp là thằng 1 đấu với thằng 1, thằng 1 ở trên đấu với thằng 1 ở dưới là không được ha, là nó không không ok. Rồi. Lấy vít ấy đỡ đi, do mình thử điện rồi mình sẽ tháo ra lại, cho nên mình cũng chưa có làm được cho nó chỉnh chu cho lắm. Rồi, giờ tới số 2 ở trên. Hai ở trên thì mình sẽ đấu lại thằng số 3 ở dưới. Đó. Tức là mình sẽ đấu như thế nào mà nó không có bị trùng giữa một cái cặp dây á, nó không bị trùng với nhau. Nó lấy vít dặn á. Lấy vít dặn, lấy vít dặn. Cái lỗ nó nhỏ. Thì con động cơ này do là nó bị ngập nước thì mình sẽ tháo ra, mình sẽ vệ sinh nó và nó sẽ tẩm sấy nó cho nó khô thì khô, mà mình kiểm tra nó nếu mà nó không có chạm giữa các pha và không có chạm cái vỏ của động cơ thì nó ok. Đó, nhưng mà tốt nhất ta tháo ra, chúng ta phải xông nó, dùng đèn cao áp xông là tốt nhất, xông trong vòng 1 ngày hoặc 2 ngày gì đó cho nó khô thì khô. À, nếu mà thấy nó nhẹ nữa thì chúng ta có thể đem phơi nắng 2 3 ngày cũng được. Với cái nắng như thế này phơi cũng 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 ok chứ không có gì ha. Rồi còn cặp dây cuối cùng thì mình sẽ đấu vô thôi. Cái vít dặn đó, nó nhỏ, đầu có nó nhỏ dặn. Thì khi mà mình đấu xong từng cặp như thế này thì mình có thể làm dấu lại, mình có thể lấy dây rút hoặc là làm cái ký hiệu gì đó để chúng ta biết là thằng này với thằng này sẽ đấu nhau, để trường hợp sau này mình có sửa chữa hay là mình có tháo ra để mình di chuyển hoặc là mình sửa như gì đó thì mình vẫn còn cái dấu để mình khỏi cần phải xác định lại cho nó lâu. Mình sẽ làm dấu sẵn luôn, mình sẽ lấy dây rút mình rút hai này lại cái là mình biết sau này là mình sẽ nối hai này lại là ra nguồn, hai này lại ra nguồn, hai này lại ra nguồn, thì còn thì nó còn 3 cặp như vậy thôi. Lấy băng keo quấn lại em để đỡ chạm. Rồi thì quấn băng keo lại thì mình sẽ cấp điện vào cho nó để nó chạy thử ha, hoạt động xem nó ok và đo ampe không. Thì ở trên cái tem của nó để là con động cơ là 7,5 kW 16 ampe, đó là cái ampe cái mức mà hoạt động maximum của động cơ. Như vừa thôi được rồi, cho nó cách thôi chứ khỏi cần nhiều quá, đừng cho chạm nhau giữa 3 pha là được rồi. Không, để 7,5 kg. Tại vì cái một nữa kia không phải 75. Ừ, 10 Mà nữa thì 75 kg. 7,5. Ừ. Rồi. Đó. Sau này bạn sẽ làm dấu lại đàng hoàng thì mình sẽ biết được là nó như thế nào ha. Đó, bây giờ mình sẽ đấu điện vào cho nó hoạt động. Và cái trường hợp các bạn hay hỏi nhiều nữa là để đảo chiều cho động cơ này như thế nào, thì chút mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đảo chiều động cơ nó luôn. Giả sử như mình đấu vô mà nó quay ngược thì mình sẽ đấu lại cho nó quay thuận lại, ví dụ vậy. Rồi giờ mình sẽ đi qua đấu đấu điện vào, lấy cái vít chưa, cúp điện có sao không? Cúp điện có sao không? Có rồi, không tới luôn rồi, ăn sửa cái gì. Chó nằm xuống đất luôn á. Sẽ kỹ kỹ với ba đầu ha, đừng cho nó chạm nhau và đừng có cho nó chạm vô cái vỏ thì nó hoạt động mới được ha. Để nó chạm vô là nó nổ, nó chập pha nó nổ á. Ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng tới động cơ luôn. Đấu như đây nè. Sẽ đấu tạm, đúng ra là sẽ có bộ khởi động từ nữa nhưng mà khởi động từ nó lâu, đấu trực tiếp vô đây luôn đi cho nó nhanh.
nó đấu đấu điện xong ha, giờ mình sẽ đóng CV lên thử động cơ thế nào vậy. Rồi em đóng đóng lên cái ơi. Hiện tại là đo là 5.7 ampe ha, là nó đang chạy nửa tải, là động cơ là còn ok rồi được đó. Ví dụ như động cơ nó chạy 15 ampe mà chúng ta chạy không tải là 5 hoặc 6 ampe là nó ok, nó hoạt động thường, ba pha nó đều bằng nhau ha. Do cái động cơ này bạc đạn nó bị rơ rồi, chưa có thay bạc đạn cho nên nó sẽ bị kêu lớn. Rồi bây giờ cúp CV đi. Giờ bạn sẽ thấy chiều quay của động cơ ha. Chiều quay động cơ là nó đang quay chiều này. Giờ nhiều bạn hỏi mình cách để đảo chiều động cơ như thế nào, thì một cách đơn giản nhất là các bạn sẽ đảo cái nguồn cấp vào cho nó. Đó không? Hiện tại đang quay đường này không? Giờ đấu nè. Giờ ở đây mình sẽ đấu là đỏ vàng xanh phải không? Thì giờ mình đảo 2 trong 3 pha qua thì nó sẽ đổi ngược chiều lại. Rồi giờ sẽ đảo cho các bạn xem. Rồi giờ mình đã đổi cái nguồn cấp vô nó, giờ bắt lên ơi coi nó chạy chiều nào ha. Đó. Rồi tắt đi. Không, nó đã đổi chiều lại không, hồi nãy thì nó quay chiều này, bây giờ nó sẽ quay ngược lại chiều này. Thì chuyện đổi đơn giản, các bạn chỉ đổi 2 trong 3 pha nguồn cấp vô cho nó là nó tự động nó sẽ đổi chiều ngược lại cho bạn không, đổi ngược lại. Hy vọng là cái clip này sẽ hướng dẫn cho bạn cách để ta đấu cho nó chính xác cho động cơ hoạt động. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.